Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với kho đồ án tiếp theo nha. Kho đồ án này nó rất là rộng cho nên mình giới thiệu bữa hôm giờ mấy clip rồi vẫn chưa hết được mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục và giới thiệu cho nó đầy đủ các cái mẫu đá trong kho để gửi đến cho mọi người lựa chọn cái mẫu được tốt đẹp hơn nha. Ở trong kho đồ án này rất là nhiều mẫu và rất là nhiều dòng đá đẹp. Mấy bữa mình làm rất là nhiều clip nhưng mà mỗi clip mình vừa chỉ quay được một dải thôi thì nó cũng chưa hết được. Nó mới được 60-70% đá ở trong kho thôi. Nhưng hôm nay mình giới thiệu cái clip này thì ngày mai hàng lại nhập về tiếp thì mình sẽ chưa có cơ hội để giới thiệu những cái hàng mới. Thì mình giới thiệu xong những cái dải hàng đang tồn tại ở trong kho rồi, những cái dòng sản phẩm mới nhập về thì nay mai mình sẽ làm tiếp những cái clip lên mọi người xem nha. Cái lúc mình lên gặp đột xuất á, công đang xuống thì mình sẽ quay lên cho mọi người xem. Ở kho đông án này có rất là nhiều dòng đá rất là đẹp và tuyệt vời. Cái dòng đá ở đây thì đa số ở granite, marble cũng có nha mọi người. Granite. Còn cái kho ở bên kia của đông án, cái kho 2 á, thì đá granite khổ nhỏ, khổ lớn đều có đầy đủ nha. Nhưng mà bên này thì đá cấp cao hơn, nhìn đẹp hơn. Cái dòng mình quay lâu nay á, lên cho mọi người xem á, thì hiện giờ đang còn ở trong kho nha. Mọi người mua dòng nào thì có thể liên lạc với kho để chọn cho mình một cái mẫu và mua cho mình được một tấm đá ưng ý nha. Mình làm kênh YouTube về bên đá vì hồi xưa mình cũng có làm bên nấu ăn nằm bên này kia nhưng mà mình thấy yêu mến đá hơn cho nên hôm nay mình quyết định làm bên đá cho nên mình sẽ tạo lên những cái mẫu của các kho đưa lên cho mọi người tham khảo. Mọi người có thể lựa chọn một cái mẫu ưng ý để lựa chọn cho mình một cái mẫu nào đó để làm cái nhà được đẹp hơn mọi người. Đây mình thấy những cái dòng đá khá đẹp nè, mọi người thấy cái đó, tấm đá này nè, đấy trên kiện vừa xuống luôn á. Ở công người ta xuống những cái kiện mà người ta chưa khui ra bán tấm nào á thì cái đó là ở trên công mới xuống nha. Đây mấy cái tấm đá này thì khỏi nói đi. Mọi người mà lấy ốp mặt tiền hoặc cầu thang thang máy là rất là tuyệt vời rồi. Ở kho này và kho thế giới, hai kho và có rất nhiều kho khác bán rất là nhiều dòng đá đẹp. Nhưng mà riêng đông án này á, mình vô mình quay á, thì lâu nay mình quay vẫn chưa hết đá trong kho nha mọi người. Thế mình sẽ quay từng clip và quảng cáo những cái tấm đá và những cái mặt hàng hiện có trong kho để cho anh em và mọi người dễ dàng để chọn được một cái mẫu ưng ý á. Mọi người nào mà muốn mua đá thì có thể liên lạc trực tiếp với kho hoặc liên lạc comment ở dưới mình sẽ cho số điện thoại nha. Hoặc là mình tư vấn cho đó. Mình làm bên tài xế vận chuyển đá hôi cương và những cái dòng dòng đó. Nhưng mà mình cũng hiểu về đá cũng cả chục năm nay rồi. Có thể hơn chục năm rồi cho nên nói về đá thì mình cũng nắm được một phần nào trong tay nha. Mọi người hỏi thì mình có thể tư vấn cho mọi người nha. Đây mọi người thấy mấy cái dòng đá này khá đẹp không? Rất là tuyệt luôn á. Mấy ngày nay mình luôn luôn quay ở kho đông án vì sao? Vì kho đông án này luôn luôn cập nhật những dòng đá mới về á, cho nên mình phải tranh thủ mình quay lên up lên cho mọi người xem. Còn những kho khác á, mình lâu lâu mình đi ngang qua thì mình thấy những cái hàng vẫn còn tồn tại và khi nào có dòng mới về của kho nào mình sẽ tranh thủ mình vô mình quay up lên liền. Còn đông ấn này thì ngày nào mình cũng thấy công về nha mọi người, buổi sáng đi qua là thấy rồi đó. Này mấy tấm đá này mọi người up lên thì rất là tuyệt vời đúng không? Nhìn thôi là thấy mê rồi.
Mấy cái dòng đá này nó có khổ lớn, nhỏ và độ dày nó khác nhau nha. Độ dày như mấy cái tấm đá bình thường nó dài từ 1 phân 8 đến 2 phân hoặc 1 phân 6 đến 2 phân. Mình thấy đa số 1 phân 8 đến 2 phân, 2 phân 2. Cũng có dòng nó đến 3 phân mấy nha mọi người. Dòng 3 phân mấy thì giá thành nó sẽ mắc hơn nha. Thì cái độ dày và độ khổ lớn của nó sẽ mắc hơn á. Ngay mấy cái dòng đá này mình thấy trong kho đang còn khá nhiều nè, nhập đến mười mấy kiện á. Cho nên mọi người cũng tranh thủ thích cái dòng này thì có thể gọi trực tiếp với kho để mua nha. Mình lại quên nói một vấn đề này nữa. Anh em nào thích số của thầu đá thì có thể liên lạc với mình nha. Mình sẽ cho số điện thoại của thầu đá để cho mọi người làm quen á. Mình có những cái anh em quen biết, những cái đội thợ rất là chuẩn, người ta có thể tư vấn và làm rất tốt cho mọi người nha. Thì trong clip này á, mình làm bên đá hoa cương thì mọi người thấy mình quay và tâm sự với mọi người thấy hay và ý nghĩa thì có thể comment và đăng ký ủng hộ giúp mình nha. Mình cảm ơn rất nhiều. Mình sẽ luôn luôn cập nhật các mẫu đá mới về trong những kho ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Riêng ở các tỉnh thì lâu lâu mình đi ra ngoài thì mình mới cập nhật được. Còn riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình ở đây, mình cứ vòng vòng ở đây, các kho đá mình rất là quen và rất là rành. Cho nên chỉ cần kho nào có đá mới, mẫu đá, dòng đá gì đó là chỉ cần mới về là mình có thể biết và mình sẽ tìm đến cập nhật lên để cho mọi người tham khảo. Các dòng đá bây giờ mình thấy từ Ấn Độ nè, Brazil nè, Italia, Trung Quốc và một trong những số nước khác như Campuchia này kia đó thì có những dòng đá cũng rất là đẹp. Đây mình sơ lược ở trong kho này, trong kho đá rất là dài nha. Nhưng mà ở giữa mình chỉ đứng một khía cạnh ở bên góc mình quay cho mọi người tham khảo thôi. Thật sự ra vô chính giữa tấm đá rất là khó. Vì những kiện đá mọi người biết rồi, để rất là dài. Cho nên mình vô chính giữa mình đứng cái khoảng cách quá gần mà quay được một tấm đá thì nó rất là khó nha. Chỉ cần đứng bên góc quay vào thôi chứ còn đứng chính giữa rất là khó. Cái độ khó không nói nhưng mà độ nguy hiểm cũng rất là nguy hiểm. Ví dụ như có một cái gì đó nó bất ổn thì có thể mình nguy hiểm nha. Cho nên mình tốt nhất mình đứng khía cạnh thôi. Nếu anh em mua đá vậy tốt nhất thì đứng né né ra một bên hông như mình đang quay này, rồi rất là tốt. Đừng có đứng ở giữa vì rất là nguy hiểm. Thì các dòng đá mọi người biết rồi nó rất là nặng. Thì những cái chữ A chưa chắc gì nó đã bền vững. Thì những lúc mình đứng một bên hông là rất là tốt. Cho nên mình lựa đá thì mình không nên đứng ở giữa nha. Đó là kinh nghiệm của mình chỉ tâm sự cho mọi người vậy thôi. Đây mình chỉ đi bên hông mình quay là tự nhiên luôn á. Đây mình nhận thức cái mẫu màu vàng, màu này màu kia trong kho nó khá rất là nhiều. Anh em nào có thể chọn những cái mẫu mà hợp theo phong thủy, phong tuổi của mình đó thì để chọn cho mình cái mẫu được tốt để làm ăn được khá giả hơn mọi người. Cái đó là mọi người thích phong thủy. Còn riêng mình thì thấy màu rồi đẹp là mình dứt. Mà chắc cái clip đến đây cũng đã dài. Mình tranh thủ mình quay up lên để anh em tham khảo vì hôm nay thấy kho có những tấm đá, những cái công mới về cho mình up lên nha. Thôi hẹn gặp lại mọi người trong clip mới. Bây giờ mình sẽ đi đây. Bye bye. We'll be right back.